sau khi nguyên đơn nộp toàn bộ phí trọng tài theo hướng dẫn của VIAC theo quy định tại Điều 8 Quy tắc VIAC. Trong vòng 10 ngày, VIAC sẽ gửi thông báo vụ tranh chấp tới bị đơn, thông báo việc bị đơn đang bị khởi kiện tại VIAC, kèm theo thông báo là toàn bộ hồ sơ khởi kiện của nguyên đơn, quy tắc VIAC. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bị đơn nhận được thông báo vụ tranh chấp của VIAC, bị đơn có quyền nộp bản tự bảo vệ đối với đơn khởi kiện của nguyên đơn, chọn trọng tài viên thứ hai, nộp đơn kiện lại cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ. Ngoài ra, bị đơn có quyền xin gia hạn nộp bản tự bảo vệ. Bản tự bảo vệ của bị đơn cần có đủ các nội dung tại Điều 9 Quy tắc VIAC: ngày, tháng, năm làm bản tự bảo vệ, tên, địa chỉ của đơn vị, cơ sở tự bảo vệ, tên của người được bị đơn chọn làm trọng tài viên hoặc yêu cầu trung tâm chỉ định trọng tài viên theo quy định tại khoản 2, điều 12 hoặc điều 13 của quy tắc này, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là tổ chức, chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là cá nhân. Trong trường hợp bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện thì bị đơn phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ. Trong trường hợp này, bị đơn vẫn phải chọn trọng tài viên hoặc yêu cầu trung tâm chỉ định trọng tài viên theo quy định tại khoản 2, điều 12 hoặc điều 13 của quy tắc này.